Má ơi, má ơi, con mỏi chân quá. Mình tới chỗ mát bên kia rồi mình nghỉ nha. Dạ. Con uống nước đi. Uống nhiều vô nha. Má ơi, con đói bụng. Lát nữa đi, ra tới ngoài kia cái má mua xôi cho con ăn ha. Cũng gần tới rồi đó nha con, chịu khó một chút nha. Nhớ hồi đó má con mình cực lắm ha. Tay làm hàng nhai, tay quay miệng trẻ. Ông bà mình hồi xưa nói như vậy đó. Nhờ chịu khó chịu cực mà mình có được như ngày hôm nay. Chú em ơi, chú em ơi, chú em ơi. Ai kêu cửa nhà mình kia? Chú tìm ai vậy? Tôi đói bụng quá. Chú em có thể cho tôi xin ít tiền tôi mua cơm tôi ăn được không? Mở cửa ra đi con. Dạ. Em chào chị. Dạ em ở dưới quê lên đây để tìm việc làm. Mà đi lên đây bị người ta lấy hết đồ đạc rồi. Mà bây giờ em thì đói quá. Nên em xin chút ít tiền để em mua cơm em ăn. À, đây. Dạ. Con đi vô trong đi. Dạ. Cậu theo tôi. Giờ cậu giúp tôi chuyển cái đống gạch vụn này ra phía sau nhà, rồi tôi trả công cho cậu. Chị làm khó em quá vậy chị. Em tật nguyền em có một tay một rồi sao em làm công việc này được. Đâu phải có hai tay thì mới làm được. Cậu thử đi. Tôi làm được rồi chị. Chị cứ để tôi làm nha. Rồi. Má ơi, má có sao không? Tay má còn đau không? Má cũng bớt đau rồi. Mà con thấy má giỏi không? Đau một tay ha, còn một tay nè, má vẫn đẩy xe được nè, mà vẫn thu mua được luôn. Nhưng mà con chẳng thích má bị gãy tay miếng nào. Thì tại vì á, má không có cẩn thận, rồi bị té, xui rủi thôi mà. Mà mình phải chịu thôi. Nhưng mà con á nha, con giỏi lắm á nghe. Con biết phụ má nè, rồi đỡ đần cho má nữa. Hai má con mình đều giỏi. Đúng rồi. Ủa chị 50? Dạ. Ờ gãy tay hả? Rồi mệt rồi nha. Dạ cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều là làm một tay nó chưa có quen cho nên còn chậm chạp lắm. Em tính nhờ chị một chút chuyện. Nhưng mà không sao đâu chị. Chị có việc chị cứ nói đi, tôi làm được hết á.
Vậy á, sáng ngày mai á, hai mẹ con thu mua gì á thì cứ đi, rồi á tới chiều quay lại phụ hai vợ chồng của em. Chứ á, thằng nhỏ đi theo chị hoài, thấy tội nó quá à. Với lại nó còn đi học nữa. Dạ dạ, vậy cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ, không dạ. Có gì đâu chị. Vậy mai với là hai mẹ con em qua liền ha. Dạ dạ, cưng quá à. Cảm ơn cô đi con. À, giỏi. Cậu uống nước đi. Ồ, dạ chị, em cảm ơn chị. Đã khác quá chị. Dạ, tao mà thôi, dạ để em lấy cái này được rồi. Không, cứ cầm lấy lau cho sạch. Cảm ơn chị. Còn đây là tiền công của cậu. Nhiều quá chị. Em làm có chút xíu à, chắc em không dám nhận đâu. Sao lại không dám? Đây là tiền công mà cậu đã làm bằng chính sức lao động của mình kia mà. Cầm đi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị. Chị đúng là một người tốt mà. À chị à, chị cho em xin luôn cái khăn này nha chị, để em giữ làm kỷ niệm. Cậu cứ giữ lấy đi, nhưng có điều quan trọng cậu nên nhớ, cậu vẫn sẽ tìm được tiền bằng cánh tay còn lại của mình. Em hiểu rồi. À, vừa ra đầu hẻm có một cửa hàng in ấn, họ cũng đang cần tìm người. Nếu như mà cậu muốn thử sức thì cứ xin vô đó thử. Thế được vậy thì quá tốt rồi. Em sẽ ra xin liền luôn nè chị. Tôi chúc cậu may mắn nha. Dạ. Em đi nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Mà người ta làm mới có 2 tiếng mà má cho người ta như đó tiền. Má rộng rãi thiệt á. Cậu đó rất giỏi. Mẹ chỉ mong là cậu ta biết sử dụng cánh tay còn lại của mình để trở thành một người lương thiện, đàng hoàng. Chứ đừng nghĩ mình là người tàn tật rồi lại đi ăn xin như vậy. À, má quên. Chị Tư hả? Chị ơi, có một người bị mất được cánh tay sẽ vô xin việc ở bên chị. Chị nhận người đó nghe. Tại vì em thấy là cậu ấy đàng hoàng mà chịu khó nữa. Món nước vậy má. Cảm ơn con. Mà má, con thắc mắc này nè. Hỏi mà ai tới xin á là má kêu người ta chuyển cái đống đá từ trước nhà ra sau nhà. Còn cái người kế tiếp thì má kêu họ chuyển từ sau nhà ra trước nhà lại. Ủa rồi rốt cuộc là má muốn để đâu? Đá để trong nhà mình á thì ở chỗ nào cũng vậy mà con. Vậy má kêu người ta chuyển chi cho mất công vậy? Vừa tốn tiền mà vừa cực nữa. Chẳng qua là má muốn nhìn thấy thái độ của những người ăn xin khi mà má nhờ họ chuyển cái đống đá đó. Khác lắm con à. Cái người tật nguyền á thì họ cố hết sức họ làm để kiếm tiền,
khi mà mình cho họ cơ hội. Còn trong khi cái người lành lặn á thì lại không có ý thức như vậy. Cậu ra phía sau nhà rồi chuyển hết cái đống đá dụng á lên đằng trước đây. Đâu có được bà, tôi xin tiền chứ không phải xin việc đâu. Chủ dựa phế liệu ngày xưa đã nói với má câu này: giàu thì không đáng sợ, mà cái đáng sợ là giàu mà vô đức. Nghèo cũng không đáng sợ, cái đáng sợ là nghèo mà vô chí. Và cũng nhờ câu nói đó mà má đã không ngừng làm việc cho tới ngày hôm nay đó. Dạ, con hiểu rồi. Dạ mời anh ngồi. Anh đợi một chút để tôi lên lầu mời bà chủ xuống. Cảm ơn cô. Chào chị. Cậu là... Ngài làm việc được trả công 500 ngàn. Với lại tôi còn giữ chiếc khăn kỷ niệm nè. Chị nhớ tôi chưa? Người chuyển đá chỉ bằng một tay. Tôi đó. Sau ngày hôm đó chị còn giới thiệu tôi qua cơ sở in ấn nữa. Mời cậu ngồi. Dạ dạ. Tôi nhớ rất rõ. Và cậu cũng làm việc ở cơ sở đó thêm một thời gian nữa. Dạ, tôi vừa làm vừa học hỏi thêm. Tôi học hỏi cũng được nhiều thứ lắm. Nhưng mà quan trọng nhất là nhờ có chị, tôi mới biết được ý chí làm việc bằng một cánh tay. Nếu không có chị, chắc bây giờ tôi đi ăn mày rồi. Tất cả là do ở cậu, chứ tôi đâu có giúp đỡ được gì đâu nè. Cậu uống nước đi. Dạ, dạ, chị cũng uống nước đi. Tôi làm việc một thời gian, rồi bây giờ tôi cũng mở được một công ty, tạo điều kiện cho nhiều người làm việc. Vậy thì tốt quá, tôi chúc mừng cậu. Dạ, hôm nay tôi đến đây, tôi... muốn giúp chị cái gì đó để trả ơn cái công ơn của chị giúp tôi. Cậu nên giúp những người mà họ không thể làm việc được. Chị đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Và chị cũng là người mà cho tôi biết được thế nào là nhân cách. Cậu cũng giúp tôi tin tưởng được rằng người mà có ý chí, quyết tâm và nghị lực thì sẽ luôn chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Chị là một người lạc quan. Tôi chắc chắn chị đang rất hạnh phúc. Đẹp quá à. Thấy vừa cây đẹp không? Thời là sinh viên, tôi từng thất tình một hoa khôi học chung trường. Sau một thời gian đau khổ, tôi như vô cảm với tình yêu. Ra trường đi làm, tôi chỉ theo bạn bè nhậu nhẹt ham chơi, chứ không quen ai nữa. Đến khi gia đình hối thúc cưới vợ, tôi quyết định chọn Thư. Má, Thư nè má. Con chào bác. Ừ. Tôi nghe thằng Côn nó nói, cô ở dưới quê lên đây làm kế toán. Ngoài chuyện nó ra còn biết làm gì nữa không? Dạ, con biết làm việc nhà. Việc nhà thì kể ra đây hàng chục cây số, liệu có kham nổi không? Dạ, việc gì con không biết thì con học, chứ có gì đâu ạ. Được đó, tự tin ha. Con làm chung với Thư, nên con biết tánh của Thư. Ở công ty á, ai cũng quý Thư hết á. Chị Thư rất là chăm chỉ và siêng năng đó má. Trong mắt con thì bây giờ cái gì cũng hay cũng đẹp hết. Vợ của con á,
không cần phải đẹp quá đâu, chỉ cần vừa đủ nhìn là được rồi. Quan trọng là phải dịu dàng, phải biết nấu ăn ngon, phải biết chăm lo cho gia đình, vậy là được rồi. Được vậy thì phước đức mấy đời nhà này rồi. Với vẻ bề ngoài đẹp trai nên tôi đã từng quen rất nhiều cô gái đẹp. Lần này khi tuyên bố cưới Thư, không chỉ bạn bè mà gia đình tôi ai nấy đều bất ngờ. Ban đầu tôi cũng suy nghĩ thiệt hơn, nhưng rồi cũng quyết định cưới. Thư tuy vẻ ngoài bình thường nhưng rất giỏi giang, quán xuyến mọi việc trong nhà rất chu toàn. Dạ, con mời má xuống ăn cơm. Anh cô ngoại đi nhậu rồi má, không có chịu về ăn cơm. Cái thằng thiệt, chưa chi đã chán cơm nhà. Dạ, con gọi điện hoài mà anh không nghe máy. Mai mốt mà đừng có gọi như vậy, bạn bè nó cười cho à. Thì con cũng phải biết là anh đi đâu làm gì chứ má. Để làm gì? Nó là đàn ông, còn phải ra ngoài giao tiếp nữa. Chứ kè kè ở nhà hoài khá sao nổi. Thì mình ăn cơm đi má. Từ ngày có Thư, má tôi khỏe re, việc nhà khỏi động tới móng tay. Bà rảnh rang đi chơi với bạn bè. Ngoài làm việc ở công ty, làm việc nhà, Thư còn đang học sau đại học. Tôi không thích vợ có bằng cấp hơn mình, nhưng không ngăn được chuyện Thư học vì cô chu toàn mọi thứ trong nhà. Cuộc sống êm êm cứ vậy cho tới khi chúng tôi có con đầu lòng. Cô nó về rồi kìa, ra dọn cơm cho nó ăn đi. Má cứ để anh tự lo đi má. Cô làm dâu làm vợ gì mà nói chuyện ngang ngược vậy? Má cứ chịu ảnh riết như vậy ảnh hư đó má. Nó là con tôi phải lo cho nó chứ. Con của má, nhưng cũng là chồng của con. Với lại vợ chồng phải bình đẳng chứ má. Bình đẳng, bình đẳng. Cô hay lắm. Dạ. Đói bụng quá. Đi dọn cơm anh ăn nha. Đi dọn cơm nhớ hầm nóng ngoài. Anh ăn nóng rồi lạnh ngủ ra ngủ được. Đi đi em. Trước đây chưa có con, việc gì cũng đến tay em hết á. Nhưng mà giờ khác rồi, anh phải phụ vợ chứ. Công việc đang đăng đê đê vậy nè, dọn cái gì mà dọn. Vũ. Vũ cái gì mà Vũ. Công việc bếp núc là công việc của em. Anh hứa với em sao? Có con á, anh sẽ có trách nhiệm với gia đình, sẽ thay đổi. Anh có làm đâu. Thay đổi à, thay đổi thì thay đổi. Nhưng mà thay đổi thì cũng phải từ từ mới thay đổi được. Chứ đâu phải mà thay quần, thay áo, làm cái thay liền được đâu. Đúng không? Muốn anh thay đổi, muốn anh thay vợ. Anh... Đi đứa bụng quá. Coi chừng con đi. Em dọn lần này thôi đó. Vậy là dù có con, tôi vẫn thoải mái vui chơi như hồi còn độc thân vui tính. Mọi việc trong nhà vẫn một mình Thư lo. Thư dừng việc học sau đại học vì thời gian đâu mà học. Tôi hả hê khi biết vậy, tôi đắc chí khi thấy Thư vẫn lép vế, vẫn nghe lời mình, vẫn tự chăm con, phục vụ gia đình chồng. Ê, gì trà đâu mà lạnh tanh gì không biết nè. Thư à, pha cho anh bình trà khác đó Thư. Thư, bộ bị điếc hả? Ủa? Cái gì mà mới vô tới nhà ông sùm trời đất vậy? Má làm gì với bếp vậy? Má làm bếp chứ làm gì? Vợ con đâu không nấu mà má nấu. Đi về ngoại của con Beo từ sáng tới giờ rồi. Trời đất, đi mà không nói còn tiếng nào hết trơn. Má thấy lúc này là không được rồi đó nha. Hả, công việc nhà thì làm lớt lớt hà. Hỏi tới thì nói là mắc giữa con. Mắc mệt. Thưa má, con mới về. Đi không nhớ giờ về luôn chứ. Dạ, má con không được khỏe, cho nên con về trễ. Con xin lỗi má. Ở bệnh á, cả đống anh chị luôn. Còn không ai chăm sóc được hay sao mà em phải về? Hả? Mai mốt muốn đi đâu á, phải hỏi anh một tiếng.
Nghe chưa? Anh đi đâu anh có nói em tiếng nào không? Đàn ông khác. Em không thấy khác gì hết. Đàn ông hay phụ nữ thì cũng có nhu cầu đi ra ngoài mà. Trời, cô nói vậy mà nghe được đó hả? Đàn bà đã có chồng rồi, đi ra ngoài là phải xin phép nhà một tiếng. Nhà này là vậy bộ cô không nhớ sao? Con có xin phép má mà. Ủa? Chứ bộ cô đang ở trong nhà này, chẳng lẽ cô ra ngoài mà không nói tôi một tiếng mà được đó? Má nói vậy tội nghiệp con. Nào giờ đi đâu con cũng xin phép má hết mà. Xin phép má là xin phép má, nhưng mà từ bây giờ muốn đi đâu phải xin phép tôi. Tôi cho phép thì em mới được quyền đi. Nghe rõ chưa? Anh làm gì mà quản lý em dữ vậy? Em có la cà bạn bè gì đâu. Trả theo nữa hả? Muốn cho cái nhà này yên ấm á, thì hồi trước sao bây giờ vậy đi. Không muốn nói nhiều. Có nghĩa là anh đi đâu làm gì cũng được, còn em phải xin phép anh hả? Thế sao nữa? Như vậy là không công bằng. Bất công với em quá. Cái gì bất công? Muốn bình đẳng hả? Muốn leo lên đầu chồng ngồi luôn chắc. Tôi cưới em về đây để sinh con cho tôi, để chăm sóc má của tôi, để lo cho cái gia đình này. Và cô cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ cô nói ép cái gì? Ai ép uổng gì cô? Em luôn coi trọng giá trị gia đình. Em muốn con của em sinh ra được tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, chứ không phải bị coi thường như vậy. Coi thường? Trước giờ vẫn vậy mà. Được làm vợ thằng Côn, làm dâu nhà này á là phước mấy đời nhà cô rồi. Cô còn muốn đòi hỏi gì nữa? Ở trong cái gia đình này con cảm thấy không được tôn trọng. Không khác gì một người giúp việc hết. Không một ai tôn trọng con hết. Em sẽ mang con về nhà ngoại. Ai cho? Ai cho mà mang đi? Con của em thì em nuôi. Thì thất rồi đó. Chuyện gì cũng có giới hạn. Dâu con gì mà trả treo. Cứ thử coi nó đi được mấy ngày. Tôi dần bỏ ngoài tai những lời Thư nói, ngày càng thể hiện thói gia trưởng của mình, bỏ mặc gia đình để vui chơi với bạn bè. Thư không chịu nổi nên mang con về nhà ngoại. Ban đầu tôi nghĩ Thư chỉ làm nư, qua bệnh vài bữa rồi cũng bế con về. Ai ngờ Thư ở luôn bên đó. Mẹ và tôi trước giờ đã quen dồn hết việc cho Thư. Bây giờ phải tự sắp xếp việc nhà khiến ai nấy cũng đều mệt mỏi. Thư vẫn không quay về. Trái lại, tôi còn nhận được tờ đơn xin ly hôn của Thư. Thư à, em ẵm con về nha. Bà nội nhớ cháu. Bà nội ốm quá trời luôn. Còn anh nhớ em. Anh nhớ con. Anh cũng ốm như lắm. Anh có nhớ thì anh đi thăm, tôi đâu có cấm. Nhưng mà tôi dứt khoát sẽ không bao giờ bước chân vào nhà anh nữa. Thư à, cho anh xin lỗi nha. Anh hứa là anh sẽ thay đổi mà. Thay đổi hay không á là chuyện của anh. Chỉ là tôi muốn sống cho bản thân, cho con, chứ tôi không muốn sống với những người coi thường mình. Chúng tôi ly dị, Thư được quyền nuôi con. Để tránh gặp mặt tôi, Thư đã xin vào một công ty khác. Vì giỏi nên thăng tiến rất nhanh. Một thời gian sau đã mua được nhà riêng. Còn tôi, không có vợ con bên cạnh nên ngày càng bệ rạc, xa vào rượu chè đàn đúng. Mẹ tôi vì giận Thư nên bung tiền ra để tìm cho tôi một cô vợ thật sự giỏi giang và xinh đẹp. Nhưng vợ đâu không thấy. Chỉ thấy vì chuyện mai mối này mà tiền trong nhà ngày càng cạn kiệt. Vì những cô gái như mẹ kỳ vọng thì chẳng bao giờ muốn để mắt tới tôi. Thứ họ muốn là nhà và tiền của mẹ. Cuối cùng, mẹ tôi đã nhận ra có tiền cũng không thể mua được một cô con dâu tốt. Anh qua có chuyện gì không? Nói nhanh đi. Anh qua thăm con. Anh muốn thăm Bèo. Anh qua sao không báo trước? Bèo nó qua nhà ngoại chơi rồi. Vậy thì anh qua thăm em cũng được mà. Cảm ơn. Tôi bình thường, không có gì phải thăm hết. Em làm gì khách sáo với anh vậy? Cảm ơn ngày nọ. Anh nghe bạn bè nói là em có chức vụ mới, đúng không? Bây giờ con Beo nó lớn rồi, tôi có thời gian tập trung cho công việc, chứ có chức vụ gì lớn đâu. Mà làm gì á thì cũng để lo cho con thôi mà.
Em giỏi mà. Em rất là tài năng. Anh nghĩ là công việc gì em làm cũng tốt hết. Tại vì tôi nghèo, cho nên phải làm việc chăm chỉ, siêng năng để bù lại cho những khó khăn của mình. Chứ có tài năng giỏi giang gì đâu anh. Anh rất tiếc. Tôi đang sống rất thoải mái. Anh cũng nên như vậy đi. Tìm cho mình một hạnh phúc mới. Và sống làm sao để đừng phải nói anh rất tiếc như vừa rồi. Anh về đi. Tôi vô chuẩn bị đi làm đi. Tôi trai trước mãi với những lời thư nói với mình. Cả tôi và gia đình đã lầm khi nghĩ rằng bước vô cuộc hôn nhân này tôi là người cầm dao đằng cán, nên mặc sức thể hiện sự gia trưởng của mình. Không người phụ nữ nào muốn lấy một người chồng bảo thủ, thích điều khiển người khác và không bao giờ chịu nhận mình sai như tôi. Tôi đã mất đi một người vợ tốt, mẹ tôi mất đi một người con dâu tốt. Có lẽ đã muộn để hiểu rằng cưới rồi cũng chưa chắc mãi mãi sẽ là vợ mình nếu không biết trân trọng, yêu thương. Tới chạy cái gì nhanh dữ vậy? Đau quá trời đất ơi. Ê, mới mua điện thoại hả? Cái điện thoại đời mới nhất tao mới mua hôm qua. Đâu đâu, đẹp quá. Coi tấm hình màu nét ghê không? Đã chưa? Đẹp dữ mày. Đẹp không, đẹp không? Đẹp. Cái này chụp hình nét lắm nha, thấy tôi lỗ chân lông mày luôn á. Ghê vậy? Ấy cho tao mượn tao coi với. Thôi, mới mua mà mượn trời điện thoại tao sao? Để mốt cho xài kẻ sao? Làm ghê quá, bạn bè không ai cho tao mượn đi. Muốn coi điện thoại đẹp không? Muốn. Tao chỉ cho mày cách. Cách gì, cách gì? Mày điện thoại về nhà, mày nói ba má mày gửi tiền lên cho mày. Nói là đóng tiền học, rồi kẹt khoản này khoản kia, có tiền mua điện thoại. Dễ mà, làm đi, có sao đâu. Thôi, tao không làm được vậy đâu mày ơi. Chỉ cho tới đó mà không làm. Là nhà mày không điều kiện hả? Hay sao? Thì không điều kiện thì thôi, chấp nhận. Chứ mày đi học mà còn đi bộ, đi xe buýt nữa mà sao có tiền mua điện thoại được đúng không? Tôi là một sinh viên ở quê lên thành phố trọ học. So với đám bạn ở thành phố, tôi thuộc dạng nghèo, nên biết thân biết phận, cố gắng học hành, chứ không đua đòi xe xu vật chất. Thôi, tôi đi về nha. Nói là vậy, nhưng nhiều khi trong giao tiếp, bạn bè chăm chọc nhiều câu, tôi rất khó chịu và tự ái. Điện thoại mới thì sao? Sau này tao tốt nghiệp ra trường rồi tao đi làm, tao mua 10 cái luôn. Mẹ về. Mẹ về rồi nè. Ngồi đó đi, ngồi đó đi. Người mẹ đang vô lắm, để mẹ vô tắm. Xong rồi mẹ ra mẹ ôm con. Chịu không? Chịu. Chờ mẹ chút nha. Dạ. Ủa, em về rồi hả? Dạ. À, anh cơm nước gì chưa? Để em vô tắm rửa cái em phụ anh chuẩn bị ha. Ừ, lát nữa rồi cả nhà mình ăn chung luôn. Dạ, chờ mắt nha. Uống nước đi con. Con nằm nghỉ đi. Thằng sốt. Ê chà, mới đi về quê có mấy ngày mà nhớ cục vàng muốn chết luôn vậy đó. Ủa, con mới ngủ hả anh? Ừ. À, tiền để đâu rồi? Trong giỏ nè. Ôi anh, hơn dễ sợ luôn. Vừa khô lên giá
mà má em á với mấy anh chị ở dưới coi như là mỗi người gom chút vậy đó, vậy mà đủ luôn á. Hay ghê không? Vậy cũng mừng ha. Ủa đâu rồi? Sao vậy em? Ủa đâu rồi? Tiền để trong giỏ rồi, còn nguyên trong giỏ chứ đâu. Phải, em để đây mà. Ủa gì kỳ vậy? Em có để trong cái giỏ nào khác không? Không, em để trong này mà. Hay là hồi nãy em thay đồ, em có để trong cái bộ đồ cũ không? Trời đất ơi, nguyên cọc tiền 50 triệu bự giờ bán vậy sao mà để trong bộ đồ được? 50 triệu? Hãy cho tao mượn tao coi với. Mới mua đưa cho mày chắc chạy điện thoại tao sao? Nhà mày không điều kiện hả? Đi học mà còn đi bộ đi xe buýt mà sao có tiền mua điện thoại được đúng không? Dư sức mua điện thoại mới rồi. Lần này á, tao coi mày còn kính thường tao nữa không? Em nhớ rõ ràng là em để trong cái giỏ này nè. Chết rồi. Em kinh tỉ lại coi. Không có nè. Chết rồi anh ơi. Em nhớ lại đi. Thôi chết rồi anh ơi. Hả? Hồi nãy trên đường đi bộ về nhà, em bị một chiếc xe quẹt qua, rồi em té xuống, chắc em rớt ở đó rồi. Tiền để trong giỏ có gì kéo kéo lại thì sao rớt ra ngoài được. Trời ơi, không phải, tại vì lúc mà ngồi trên xe đỏ, em lo quá, cái xong rồi em mở ra, em kiểm tra rồi mở ra mở vô. Chết rồi, chắc em quên kéo dây kéo lại rồi. Chết rồi, em chạy ra đó. Ra đó liền đi. Nhưng mà 50 triệu lần, sao tự nhiên rớt ngoài đường ta? Hay là tiền của tụi buôn ma túy, tụi nó bị công an bắt, tụi nó quăng ở đó. Chắn đẹp té ở đây. Tại sao em lại làm mất tiền của con? Sinh mạng của con giờ làm sao đây? Đi khám bệnh, giấy tái khám, viên lai, lịch hẹn mổ. Rồi. Tại sao em thương quá vậy? Giờ con mình sao? Rõ ràng là ở đây mà. Sao không nói gì hết vậy? Anh cứ im lặng hoài à? Thà anh la em, anh mắng em, anh chửi em đi. Còn là mắng chửi bới thì cũng có kiếm lại được đâu. Nhưng mà anh la em, anh mắng em, anh chửi em làm cho em thấy dễ chịu hơn. Anh suy nghĩ nát óc rồi. Tiền đâu mà lo cho con bây giờ, thì còn hơi sức đâu mà la với mắng. Em tính đi đâu vậy? Em chạy ra đó, em tìm lại tiền. Em cũng kiếm cả buổi rồi còn gì. Nhưng mà cứ ngồi ở nhà vậy hoài em thấy khó chịu lắm. Không được, em phải chạy ra đó bằng mọi giá. Em phải tìm ra số tiền này. Nè,
Má, má mới về má. Ừ. Má nói mày nghe nè, hôm nay má xui mà thành hên đó. Là sao má? Thì má đi qua nhà chú hai á, mượn tiền để con đem đi học á. Nhưng mà má làm rớt mất tiêu trong chợ. Trời đất ơi, rớt hết tiền luôn hả má? Nhưng mà con đừng lo, có người lợm được trả lại cho má rồi. Con biết không, má kỹ, để sợ kỹ luôn, cất trong lưng quần nè, mà nó vẫn rớt, không hiểu sao luôn. Má làm mất tiền mà má không có hay. Cái cô kia chạy kêu má giật ngược á, mà mém cự cãi với người ta, giờ nghĩ là mắc cỡ ghê vậy con. Thôi không sao đâu má, kiếm lại được là mừng rồi. Mà cái cô đó nhầm không có khá giả gì đâu, cũng nghèo. Má định gửi tiền cảm ơn á, nhưng mà cổ không nhận. Người tử tế gì đâu á con. Đúng là trên đời này còn nhiều người tốt quá ha má. Ừ. Nè con nghe má dặn nè. Dạ. Mới mốt lượm được của rơi á, trả lại cho người ta còn hơn là phước nữa đó. Dạ con biết rồi má. Chắc chắn 50 triệu này có liên quan tới cái đơn thuốc lịch tái khám, lịch mổ tim cho đứa bé 10 tuổi. Mất số tiền này, cơ hội chữa bệnh của đứa nhỏ cũng mất theo. Tôi không thể xấu xa, tàn nhẫn tới mức xài số tiền này. Giống như má tôi đã nói, lượm được của rơi đem trả lại người còn hơn là làm phước nữa. Đau rồi. Đau rồi. Chị ơi, chị bị sao vậy chị? Chị mất tiền. Chị kiếm cái mũi trời không thấy đâu hết trơn. Chị chạy về nhà kiếm, rồi chạy ra đây, không có thấy đâu hết á. Chắc chắn là chỗ này mà. Mà sao chị chắc chắn chị mất ở đây? Chắc chắn chỉ có chỗ này thôi. Tại vì hồi nãy trên đường về nhà, cái có cái xe quẹt chị ngay chỗ này nè. Đến lúc đi về thì cái ba lô mở ra rồi. Chắc chắn là chỗ này mà. Trời ơi, đau rồi. Chị ơi, chị mất nhiều tiền không? 50 triệu. Rồi chị còn bị mất gì nữa không chị? Có cái sổ con chị khám bệnh. Trời ơi, con chị bị bệnh tim. Thì là tiền con chị mổ tim mà bây giờ mất rồi. Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi. Con chị tên gì? Lê Hữu Tâm. Có phải là 50 triệu á, chị bỏ trong giấy báo, xong rồi để trong cái bịch màu xanh đúng không chị? Sao em biết? Túi nào của chị á? Trời ơi, đây rồi em ơi. Chị kiểm tra coi còn thiếu gì nữa không nha chị? Đủ rồi em ơi. Hồi nãy em đi ngang qua đây, em lượm được cái bọc này ở dưới đây nè. Em gửi lại cho chị. Không có số tiền này chắc còn chị chết. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Không có gì đâu chị. Cảm ơn em cứu mạng con chị. Bây giờ chị về. Cảm ơn em nhiều lắm. Dạ, chị về lo cho bé đi nha chị. Cảm ơn em. Tôi là người tốt vì biết dừng lại, chưa làm việc xấu, không tham của rơi là bài học mà đứa bé nào cũng được dạy từ hồi bé xíu. Tôi thấm thía nhận ra, nhặt được của rơi, trả người đánh mất là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Từ cái hồi mà tao lấy chồng á, cuộc sống của tao thay đổi dữ lắm. Mày không biết đâu, từ sáng cho tới tối tao không được nghỉ một giờ nào luôn á. Tao phải làm việc quần quật luôn á. Thiệt. Trời ơi, bây giờ mà kể cụ thể cho mày nghe hả, nó dài dòng, nó bi đát lắm. Thôi không ấy á, để bữa nào tao với mày cà phê đi, tao kể đầu đuôi cho mày nghe ha. Chị hai làm mới về. Em là con gái, lại đang làm dâu nữa, em làm gì em coi được không? Là làm gì chị? Em có làm gì đâu chị. Em bài bề bộn như vậy mà em nói em không làm gì hả? À,
Dạ, vậy để em dọn. Là con gái trong gia đình toàn là anh trai, tôi được cưng chiều từ nhỏ cho tới lớn. Khi mà tôi lấy chồng, ba má tôi luôn canh cánh lo sợ là con gái mình sẽ bị gia đình chồng ức hiếp. Riêng đối với tôi á, nỗi lo đó mang tên chị chồng. Chị hai, có gì cho em phụ không chị hai? Xong hết rồi, cảm ơn. Tự nhiên cái hả, muốn xuống đây phụ chị hai mà giờ chị hai làm xong hết trơn rồi. Em lo em dọn cái đống rác bừa bãi của em ở trển kìa. À, vậy giờ em đi dọn luôn ha. Ủa, vậy là nãy giờ em chưa dọn luôn hả? À, thật ra là hồi nãy giờ em có dọn rồi, mà tự nhiên đang dọn cái nhỏ bạn em gọi nữa. Trong đầu em hả, lúc nào cũng nghĩ là phải đi xuống bếp phụ chị hai á, bởi vì em quên. Vậy em đi dọn nha. Hết nói nổi luôn. Thu à? Thu. Dạ. Chị hai kêu em có gì không? Mai mốt em giặt đồ á, phơi đồ khô rồi á thì làm ơn lấy vô. Nhà này không phải có một mình em đâu. Bài đăng đăng đê đê ra như vậy, ai mà chịu cho nổi. Nhưng mà lúc ở nhà á, mấy công chuyện này có bao giờ em làm đâu. Vậy ở đây ai làm cho em? Nhưng mà cái hồi em vô làm dâu á, ở nhà có người làm hết cho em chứ bộ. Ủa, vậy bây giờ làm dâu á là bắt chị chồng của mình làm hết hả? Ăn con. Ngon quá à. Ê, 11 rưỡi rồi nè. Nhớ cái phim qua nói không? Ờ, phim này á. Trễ hết 15 phút rồi, trời ơi. Má, con nhận mợ ba, dễ thương quá à. Dễ thương cái gì mà dễ thương, ăn đi. Má thấy con dâu của má rồi đó. Chịu không nổi thiệt. Không lẽ thời đại này con gái con lứa vậy sao? Ý má nói luôn con á hả? À, không không. Thôi thôi, con cũng bớt bớt lại đi. Má cũng bớt bớt lại đi. Lo ăn đi. Ôi, phim hay nè em. Ừ. Nhưng mà bị trễ hết 15 phút rồi. Gì hay? Ừ. Phim đang hay tự nhiên vậy tắt vậy? Cơm thì không nấu, ăn xong thì không phụ dọn. Hai vợ chồng ra đây ngồi coi tivi sướng quá ha. Dạ, vậy để em xuống dọn liền. Thôi cảm ơn, tôi dọn xong hết rồi. Ủa, chị dọn xong rồi hả? Vậy chị lên đây chị kêu tụi em làm gì? Cô em mốt với phụ chị hai làm việc nha, không làm biết à. Sao lúc nào anh cũng nghe lời chị hai hết vậy? Sao anh không binh em? Chị hai nói đúng mà, binh đường nào? Em! 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 Hôm nay á, sẵn có má nhà, con nói luôn. Từ rày về sau á, công việc ở trong nhà chị em con sẽ chia đều ra. Chị hai, em còn nhỏ mà, có gì á thì chị chỉ bảo em làm theo chứ tự nhiên hả cái chia việc ra làm gì. Em ơi, em lấy chồng á là em đã lớn rồi, còn nhỏ dại cái gì nữa. Việc nhà bây giờ cứ chia đều ra, cái gì không biết á thì hỏi chị hoặc là hỏi má. Chị hai con nói đúng đó. Công việc nhà từ xưa tới giờ, nhỏ đến lớn, đều một tay chị hai con làm hết à. Nhưng hôm nay có con rồi, con phải phụ với chị hai mới phải chứ. Má, sao là phụ? Phải là chánh. Em cũng đi làm, chị cũng đi làm. Từ nay công việc chia đều ra, theo ngày chẳng lẽ. Cái gì không biết thì nói. Đừng có bằng mặt mà không bằng lòng. Chị...
chị hai nói đúng, em về đây làm dâu đúng không, thì em phải phụ san sẻ việc nhà chung với chị hai chứ không lẽ mà ở không sao được. Người ta đi làm về đó mệt mỏi lắm rồi, giờ còn bắt làm công việc nữa thì cũng phải ráng làm chứ, không lẽ tiểu thư gì hoài sao. Có phải anh với má anh với chị hai muốn hiếp em không? Không. Mấy người muốn tôi khổ đúng không? Có. Tôi không quen làm việc nhà, lại không chịu được cái kiểu mà bị áp đặt, nên là tôi rất căng thẳng. Tôi cảm giác má chồng binh chị chồng rầy la tôi cả những cái chuyện lặt vặt không đáng. Môn. Dạ. Con không thấy mợ đang lau nhà hả? Dạ thấy, nhưng mà con phải mở tủ lạnh. Môn, sao con uống trà sữa của mợ? Cái này má mua cho con mà. Con coi kỹ lại coi coi cái này có phải của con không? Cái này là má mua cho con mà. Mợ đã nói là cái này là của mợ mà. Có chuyện gì vậy con? Mợ lấy trà sữa của con. Cái gì vậy trời? Rõ ràng ly trà sữa này là của con mà. Con hiểu rồi má. Tại vì con hứa con mua cho bé Môn ly trà sữa mà con chưa kịp mua, nên nó tưởng ly trà sữa đó là của con mua. Xin lỗi em nha. Con, xin lỗi mợ đi con. Xin lỗi mợ. Thì thôi, nó cũng lỡ rồi, cháu nó uống rồi, con giành lại của nó làm chi vậy? Đi thôi con. Sau chuyện ly trà sữa, tôi suy nghĩ lại và thấy mình tệ trong câu chuyện ứng xử với bé Moon quá. Bé Moon có vẻ tránh tôi, chồng tôi cũng cho là tôi quá đáng với đứa con nít như bé Moon đó. Má nè, trước đây có mình công mà. Con sợ không có ai chăm sóc cho má, cho nên con mới dọn về đây ở cho má vui. Bây giờ có con Thu rồi, con xin phép má cho con ra riêng để cho con thoải mái nha má. Sao vậy con? Mình đang ở chung một nhà vui vẻ mà. Có phải chị còn giận em cái chuyện mà em la với Moon không? Em biết là em sai rồi. Đâu có gì đâu mà giận. Ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng. Chị đi rồi á thì em mới biết chăm sóc gia đình mình hơn. Vậy nha, có gì thì cứ gọi điện cho chị nha má. Má nói anh là không biết dạy vợ, để chị hai buồn, chị hai dọn ra ngoài ở. Em làm vậy mà coi được hả? Chị muốn ra ngoài ở cho thoải mái, để không phải hầu hạ má. Sao anh lại đổ thừa cho em? Em cũng đâu có vừa gì đâu. Em sanh nạnh với chị hai, sanh nạnh với bé Moon. Anh đang nghĩ em như vậy luôn đó hả? Anh nói cho em biết nè, tội nghiệp chị hai dữ lắm. Lúc bé Moon 1 tuổi là ba nó mất, chị hai ở vậy nuôi con tới bây giờ. Chuyện đó em có biết. Lúc sau là má bị bệnh nặng, một mình anh thì anh sợ lo không nổi, anh mới kêu chị hai về ở chung để phụ lo cho má. Bây giờ chị đi rồi, kêu sao má không buồn. Nhưng mà bây giờ không có chị là bao nhiêu việc em đang gánh hết đây nè. Vậy lúc chị hai với bé Môn gọi nhà, em đâu thừa bé Môn là bừa bộn. Bây giờ bé Môn chị hai đi rồi, ai bày bừa gì nữa. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Chắc anh thèm nói chuyện với em à. Chị hai và bé Moon cũng thường về thăm nhà. Tôi và chị nói chuyện nhiều hơn nên khoảng cách hai chị em dần ngắn lại. Còn chồng tôi, chị không có chị bên cạnh nhắc nhở nên cứ tụ tập với bạn bè suốt. Alo chị hai. Chị nghe nè. Bữa nay ngày nghỉ chồng em đi nhậu, mà em gọi hoài anh không có nghe. Mà chị hai biết sao không? Mấy tuần nay ảnh cứ đi nhậu hoài. Mỗi lần về nhà là toàn mùi bia rượu không à chị. Em lo quá à. Cái thằng này, sao mà càng ngày nó càng tệ như vậy? Được rồi, để chị sẽ nói chuyện với nó. Mà nè, còn phần em đó, em phải quan tâm, chăm sóc nó nhiều hơn nha chưa? Dạ, vậy em nhờ chị hai nha. Alo. Dạ, em nghe là chị hai. Em đang nhậu ở đâu đó? Em nhậu với mấy bạn quán nè. Em đi về liền đi. Thôi
em không về đâu. Nhắn cho chị cái địa chỉ quán, chị tới đưa em về. Em cảm ơn chị Hai đưa chồng em về nha. Trời ơi là trời, ăn nhậu vậy đó. Từ từ thôi. Nè bước xuống đi. Đây. Đâu à? Nhậu à? Em cảm ơn chị Hai đã đưa chồng em về nha. Sau đó chị Hai nói chuyện với chồng tôi. Chồng tôi thì nể chị, thương chị, rồi cũng nhận ra không nên nhậu nhẹt bỏ mặc vợ. Đi làm về xong á là phụ tôi chuyển bếp núc. Thời gian sau, tôi hạnh phúc vô bờ khi biết là mình có con. Thai yếu, mấy tháng đầu tôi chỉ được nằm một chỗ. Những lúc như vậy, một tay chị Hai lo cho tôi mà không chút nề hà. Đây, xin tô chuối với khóm ngon nhất nách đây. Nhìn ngon quá à chị. Mà em sợ là em uống vô cái ói ra hết á. Không có sao đâu, em phải ráng ăn uống cho nhiều vô. Để sau này á cháu của chị ra đời sẽ trắng trẻo mập mạp chứ. Ừ. Ngon quá à. Chị cực vì em quá à. Em cũng mong sao á, em mau khỏe lại để còn phụ chị công việc nhà nữa. Bao nhiêu đó công việc á, có thấm thía gì với chị đâu. Chẳng qua chị muốn em làm phụ là để em tập làm quen với công việc. Chứ bao nhiêu đó hả, chị cân được hết. Cũng nhờ có chị mà em biết được nhiều thứ lắm á. Hết ghét gì rồi đúng không? Nè, có thèm ăn gì không? Nói cho chị nấu cho. Đối với em, chị Hai mà nấu cái gì em cũng thích hết. Thôi em nghỉ ngơi đi, chị xuống nấu cơm nha. Dạ. Nhớ uống hết đi sinh tố đó. Dạ. Là con người không ai hoàn hảo hết. Cả chị Hai và cả tôi đều như vậy. Chị Hai trông xù xì gai góc, nhưng thật ra chị rất tốt. Chị không nói mà làm. Những việc mà chị làm á, luôn làm cho gia đình và vì gia đình. Tôi đã hiểu lầm chị khi nghĩ chị xét nét khó chịu với tôi. May là tôi đã nhận ra cái sai của mình kịp thời và nhận ra cái tốt của chị. Chị chồng em dâu sẽ là đề tài muôn thuở ở mọi thời đại. Nhưng chắc chắn một điều, trong gia đình của tôi, sau những hiểu lầm thì mối quan hệ này càng ngày càng ngập tràn tình yêu thương và đầy ắp tiếng cười. Ba mẹ tôi từng là một cặp vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu mà hai người họ dành cho nhau. Hai người đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để có thể nuôi dạy anh em tôi nên người. Ồ, quá à. Hôm qua em đi chợ sớm, thằng Tùng nó pha nó uống dở ẹt. Tùng sao nó biết ý anh bằng em? À, em là số 1. Ờ, anh uống thuốc chưa vậy? Ôi trời, em không nhắc anh quên mất. Không khéo có khi anh quên em luôn nữa. Vậy em mà làm sao anh quên được chứ? Có nhiều khi em nghĩ mai mốt không có em, không biết anh sống làm sao nữa. Khi vừa nhẹ gánh lo cho con thì mẹ phải lo cho ba. Ba có tuổi rồi nên là ông bị lẩn thẩn. Và chỉ có mẹ tôi mới có thể chịu đựng nổi sự quên nhớ thất thường của ông ấy bằng tất cả trái tim của một người vợ. Vậy mà mẹ tôi bất ngờ mất sau một cơn đột quỵ. Cả nhà không ai chịu nổi cú sốc này, đặc biệt là ba tôi. Tùng, anh Hai đi làm. Em ở nhà một tiếng nữa canh pha sữa cho ba uống nha. Nhớ rồi. Ba, con đi làm. Chút xíu thằng Tùng nó nhà nó pha sữa, ba nhớ uống đúng giờ nha. Rồi uống thuốc rồi đó. Thưa ba, con đi làm. Tới giờ đi học. Giỏi ha.
Anh uống sữa đi nè. Uống ha. Uống em. Không, anh uống đi. Uống chung cho nó vui. Em thấy anh uống đi mà. Anh uống một mình đi. Anh uống đi. Đi mà nghe lời. Sao kỳ quá à. Uống chung. Uống chung cho nó vui. Bà ngon lắm. Sao tự nhiên bây giờ điện thoại con? Trời. Ủa mà mẹ mày đâu? Mẹ. Ba đói bụng. Đi chợ gì lâu dữ. Đói. Chắc mẹ cũng sắp về rồi ba. Mày thằng nào? Con là Tùng. Tùng con ba nè. Thằng Hải. Tới giờ đi học. Học cho giỏi. Nha. Ba, anh Hải mới đi làm rồi. Còn con là Tùng. Chút xíu con mới đi học. Đi chợ gì lâu à. Đói bụng à. Đói. Alo. Ủa chị bé chị tới chưa? Ủa là sao chị? Là hôm nay chị không tới hả? Ủa là sao chị không báo sớm mà giờ chị mới báo? Đói bụng. Rồi. Mà mốt chị đừng có vậy nữa nha. Sau khi mẹ mất, ba lẫn nặng hơn. Rồi rơi vào trạng thái ngớ ngẩn nhớ nhớ quên quên. Ba quên nhiều hơn là nhớ. Ông bây giờ cứ như một đứa trẻ đang học hỏi nhiều thứ. Học xong rồi quên. Hỏi đủ thứ rồi chẳng nhớ gì hết. Dù có người hỗ trợ, nhưng anh em tôi vẫn khá vất vả chăm sóc và trò chuyện với ba. Cái gì vậy ba? Trời ơi! Đổ tháo tùm lum vậy? Ba buông ra. Ôi. Ba uống từ từ thôi. Mẹ đâu con? Mẹ qua ngoại rồi ba. Lát nữa nhắc ba đi đón mẹ. Để không thôi bà hay giận ba lắm ha. Tôi chở nha. Dạ. Tôi chở học không đổ nữa nha. Ba uống sữa giỏi không giận ba nữa nha. Dù rất thương ba, nhưng nhiều khi tôi không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh trước tâm trạng của ông. Ông bị Alzheimer, là một bệnh thoái hóa thần kinh, thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nặng hơn. Vì vậy ta, tự nhiên tôi thui à. Trời ơi, cái bóng đèn này hôm trước anh không cho mở, anh bắt giật điện ra rồi mà. Ủa, anh biểu bỏ hả? Ừ. Ôi trời, đất ơi, quên. Sao lúc này anh hay nhớ quên quá vậy? Sao kỳ ba. Khi mẹ còn sống, ba đã có dấu hiệu bị lẫn. Chính một tay mẹ đã săn sóc chu đáo cho ba. Lúc đó, tôi cứ vô tư khi thấy mẹ hay trăn trở, lo là lỡ sau này bà đi trước ông. Không ngờ điều mẹ nghĩ là thành sự thật. Mẹ mất là một chấn động rất lớn với ba. Dần dần ông quên nhiều hơn và không làm chủ được bản thân mình. Nhưng khi nhắc tới mẹ, ông lại nhớ rất rõ những thói quen và sở thích của mẹ. Món gì? Dạ cái này là thịt nướng. À, món gì? À, cá hú kho. À, món gì? Dạ còn cái này là canh cải thảo nấu tôm. Toàn là những món ba thích không á. Mẹ nấu ngon lắm. Dạ. Ừ. Mà mẹ đâu? Con đã nói với ba là hôm nay mẹ... Mẹ qua ngoài rồi ba. Đón mẹ về cho mẹ ăn. Để mẹ giận á. Dạ. Nghe không? Ăn đói bụng. Mời ba ăn cơm. Ba nhắc chuyện này hoài luôn á. Cứ lựa lời mà nói chuyện với ba. Ăn giỏi đi rồi lát ba chở đi học. Nghe không? Mẹ nấu ngon lắm. Dạ. Mẹ nấu ngon á thì ba phải ăn nhiều vô một chút nha. Ăn thêm đi. Ăn đi con. Ăn giỏi đi. Rồi no bụng rồi ba chở đi học. Nha. Gì vậy ba? Gì vậy ba? Tiểu. Dạ. Để đưa ba đi vô nhà vệ sinh nha. Rồi. À, không sao đâu ba, để đưa ba vô nhà vệ sinh nha. Đi, từ từ. À, cẩn thận.
Từ từ nha ba. Rồi còn cái đống này sao anh Hải? Em đó. Anh Hải thì khác tôi. Đi làm về là chăm sóc cho ba. Rất là chu đáo và nhẫn nại như mẹ vậy đó. Dù ba có thế nào đi nữa thì anh Hải vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ chăm sóc. Thôi này. Nãy giờ má sân thượng hả? Dạ đúng rồi. Nhà hầm của em lên chờ sóng gió một xíu. Gì vậy? Quyển nhật ký của mẹ. Lấy đâu ra vậy? Lúc nãy em dọn cái tủ đồ cũ của mẹ thì phát hiện ra quyển nhật ký này. Mẹ cũng viết nhật ký nữa hả? Ừ. Này cũng mới biết thôi. Mà đưa em chị. Em cứ đọc đi. Để biết tình yêu của mẹ dành cho ba là như thế nào. Bữa nay anh không nhớ đi rước thằng Tùng, làm thằng nhỏ đợi cả tiếng đồng hồ. Ủa, con đâu? Hả? Đây là lần đầu tiên anh quên việc rước con. Nhìn anh tự trách mình, sao quên lãng xẹt thằng con cưng, thấy mà thương. Mấy bữa nay huyết áp không xuống, dù mình vẫn uống thuốc đều. Bác sĩ nói đừng lo nghĩ nhiều, mình chỉ cười chứ biết nói gì. Sao không lo cho được, thì anh đã lạc đường lúc đi ra ngoài. Cứ lẩn thẩn, nhớ nhớ quên quên. Nói xui rủi, lỡ em bị tai biến, nằm một chỗ, không biết ai chăm anh đây. Rồi không biết mai này, khi không còn em nữa, hai đứa con có chăm anh được như em chăm không? Em chỉ cần chúng nó chăm cho anh được một phần, như cách anh chăm cho ba mẹ con em. Là em hạnh phúc lắm rồi. Chỉ sợ bệnh tình anh ngày càng nặng, mà con mình thì thiếu đi sự kiên nhẫn. Hôm qua đi đám tang chồng người bạn, thấy bạn không còn sức khóc nữa, mình thương quá. Mình chợt nghĩ tới anh, chỉ mong hai vợ chồng mình đừng tụng với nhau cho tới lúc sức mỏi hơi tàn. Chớ lỡ một người đi sớm, người còn lại đúng là khổ. Mình ước gì được chết sao anh, không phải là mình tham sống, chỉ là sợ mình mất trước anh ở lại sẽ khổ hơn, sẽ buồn, sẽ đau vì không có mình bên cạnh. Mẹ, nhớ mẹ quá. Giờ thì con đã hiểu tình cảm của ba mẹ keo sơn gắn bó với nhau đến nhường nào, cũng như tình thương mà ba mẹ đã dành cho hai anh em con. Ấy vậy mà con đã vô tâm, khiến cho mẹ phải bận tâm lo lắng đến cuối đời. Để rồi khi mẹ mất, con đã không hiểu được sự cô đơn của ba, xem việc chăm sóc ba là gánh nặng. Thậm chí con còn buông lời trách móc. Mẹ ơi, con sai rồi. Ba, ăn trái cây ba. Hả? À, trái cây hả? Dạ. Ê, ăn. Dạ. Ừ. Trái gì? Dạ, trái xoài. Ừ. Ba ăn đi. Ừ. Ngon ba. Ngon lắm. Dạ. Ừ. Ủa mà... mẹ có ăn chưa? Dạ mẹ ăn rồi ba. Ăn rồi hả? Dạ. Hả? Ba ăn đi. Tùng giỏi quá. Tùng ngày nào nó cũng giỏi mà ba. Ủa? Tùng nó giỏi. Ừ. Cuộc chàng của ba mà nó mới giỏi chứ. Dạ. Ừ. Hai đứa, hai cuộc chàng luôn. Dạ. Ba ăn đi. Ăn. Ừ. Hai đứa ăn giỏi, lát ba chở đi học ha. Nè. Dạ, Tùng nó lớn rồi, nó tự đi học được, không cần ba đưa đâu ba. Lớn đâu mà lớn, nhỏ chiếu à. Ba cưng, cục vàng của ba mà, ba lo cho con ha, à, giỏi á con ha. Ừ, ăn là ăn cho lo nè, giỏi nè. Ba ơi, con xin lỗi ba, con tệ với ba quá.
hay là ba chở con đi chơi công viên nha. Đi công viên? Dạ. Yeah. Đúng rồi, đi công viên. Mẹ con cũng thích đi công viên lắm. Dạ đúng rồi, cả nhà mình đi công viên nha ba. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn hết trái cây rồi đi công viên nha. Đi công viên rồi giỏi. Giỏi rồi ba chở đi học. Rồi đi công viên rồi đi chơi nha. Nha. Cũng vàng quá mà. Ha. Trời ơi, sao con dạy dột vậy Bảo? Mẹ để con chết đi. Cũng bây giờ đối với con không còn ý nghĩa gì nữa hết á. Con là một quan nhân rồi, một quan nhân rồi mẹ ơi. Bảo ơi Bảo. Mẹ để con chết đi, con sao làm gì nữa. Mẹ con ơi, thôi mà con ơi. Tiếp tục sống như thế này chỉ làm gánh nặng cho mẹ. Mình không thể nào sống như vậy được. Sống kiểu gì thì chết. Gọi là cô gái đó. Chị ơi, sách của chị nè. Chị cảm ơn em nhiều nha. Chị ơi, em xin lỗi chị. Tại em mà sách của chị mới bị rớt. Không sao hết á. Em đã nhặt lên giúp chị rồi nè. Chị ơi, đây là sách gì vậy? Sao ngày nãy em cũng thấy chị rờ rờ nó. À, đây là sách chữ nổi. Dành cho mấy người không nhìn thấy như chị. Em ơi. Chị của em cũng bị mù từ lúc mới sinh ra. Chị em không đi học được vì không nhìn được. Hay là chị dạy cho chị em đi. Ừ, vậy ngày mai em dẫn chị em đi ra công viên này nè. Rồi chị dạy chữ cho chị em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em cũng thích học lắm. Nếu bây giờ mình khoe cái chứng chỉ tiếng Anh mình vừa nhận được thì liệu ba mẹ có vui không? Ba mẹ mới về. Sao nay ba mẹ về trễ quá vậy? Thì ba mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc mà. Ở nhà sao con không đi ngủ trước đi? Chờ ba mẹ làm gì vậy hả? Mẹ. Con gái hả? Hôm nay học hành sao rồi con? Anh, điện thoại của con hả? Đưa em nói chuyện chút đi. Ừ, con gái của ba mẹ giỏi lắm. Ba mẹ rất tự hào về con. Con ráng học, để sau này về thay ba mẹ điều hành công ty nha con. Mà thôi, giờ này bên đây cũng trễ rồi. Ba mẹ nghỉ ngơi đây. Con ở bên đó một mình á, nhớ ăn uống đầy đủ, học hành thật giỏi nha. Ừ. Tối mai á, nhà mình có khách. Em nhớ dặn kỹ con Ngọc á, ở yên trong phòng, đừng có lộ mỏ ra ngoài đó. Em biết rồi, anh cứ dặn hoài. Thì anh sợ giống như lần trước, nó có mặt không đúng lúc nên người ta mới sầm xì bàn tán. Với lại anh cũng không thích nghe người ta nói vợ chồng mình á, ăn ở thất đức.
nên mới sinh ra một đứa con không lành lặn như nó. Anh nói gì kỳ vậy? Con Ngọc hồi xưa sinh ra nó cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Lúc 6 tuổi nó bị bệnh nên mới vậy chứ. Thì không phải là anh không biết, nhưng mà nói như vậy nên người ta mới bàn tán lung tung. Anh không có thích. Cứ nghĩ tới tương lai của nó là em thấy khó chịu à. Anh à, hay là mình tạo công việc cho nó làm nha. Thôi thôi, mắt mũi của nó như vậy thì làm được cái gì? Nhà mình bây giờ thì chỉ còn trông chờ vào con Ninh thôi. Tuy là mình không nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà mình vẫn còn đôi tay, đôi chân và một trái tim lành lặn. Nhất định mình cũng sẽ làm được những điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Nhưng ba mẹ em không có thương em. Em buồn lắm chị ơi. Em tủi thân lắm. Chị hiểu tâm trạng của em mà. Lúc trước chị cũng từng bị như em vậy đó. Nhưng mà nè, em thử nghĩ kỹ đi. Nếu không thương thì hà cớ gì ba mẹ lại nuôi lớn mình tới chừng này. Nếu không thương thì tại sao những lúc mình đau bệnh ba mẹ lại cuống cuồng lo lắng. Tuy là ba mẹ không nói, nhưng chị biết lúc nào ba mẹ cũng mong con mình được sống vui mỗi ngày. Có lẽ khi thấy đứa con mình khiếm khuyết, ba mẹ còn buồn hơn mình nữa đó. Cho nên chị em mình phải sống thật là tốt, thật là vui vẻ để ba mẹ vui theo, nghe chưa? Dạ. Giỏi lắm. Thôi, chị dạy em tiếp nha. Dạ. Dạ chị ơi. Thôi, vậy hai đứa về cẩn thận nha. Ngày mai ra đây chị lại dạy tiếp cho. Dạ, em cảm ơn chị. Chào em. Em tên là Ngọc, có đúng không? Dạ, em tên là Ngọc. Anh là... Em tên là Bảo. Năm nay á, anh cũng 30 tuổi rồi. Nhà anh với cách nhà em có 3 căn thôi. Mấy hôm nay á, anh cứ dõi theo em. Mỗi khi mà em tới đây á, dạy học hay là chơi đùa với bọn trẻ. Hôm nay anh quyết định ra đây á, bắt chuyện với em. Cũng chỉ để muốn nói lời cảm ơn với em thôi. Cảm ơn em. Em làm gì mà anh phải cảm ơn em? Cảm ơn em vì đã cứu mạng sống của anh. Cứu mạng sống của anh? Thật ra là anh đã biết em từ lúc mà gia đình em mới chuyển tới đây. Sau đó anh có khoảng thời gian du học 4 năm ở nước ngoài. Anh cũng mới về Việt Nam được mấy tháng thôi. Chưa có làm được việc gì á. Anh đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Cũng may á, còn giữ được mạng sống. Nhưng vĩnh viễn anh mất đi khả năng đi lại rồi. Bây giờ anh vẫn đang trên xe lăn trò chuyện với em nè. Từ sau khi mình tỉnh lại, anh không còn thiết sống nữa. Anh thấy cuộc sống của mình giống như một người bỏ đi vậy đó. Nhiều lần anh đã tìm đến cái chết. Cũng may á là hôm đó nhìn thấy em. Nếu không thì anh đã quăng mình từ trên cao xuống rồi. Anh Bảo, bắt gặp nụ cười á và khuôn mặt rạng ngời của em làm cho anh thấy thắc mắc. Trong đầu anh á, lúc nào cũng quanh quẩn một câu hỏi. Tại sao một người sống trong bóng tối như vậy thì điều gì khiến cho cô ta cảm thấy mình vui như thế? Cũng bắt đầu từ đó, anh dõi theo em mỗi ngày. Và hôm nay, anh đã hiểu được lý do vì sao mà em luôn rạng rỡ như vậy đó. Sao giờ á mẹ vẫn chưa ngủ? Mẹ pha sữa cho con xong rồi mẹ mới ngủ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mấy hôm nay á, đêm nào á mẹ cũng thấy con thức phi lơ phi lắc. Dạ, lúc trước á con theo học công nghệ thông tin. Con muốn đem những kiến thức mình đã học được để sau này giúp ích cho bản thân mình, giúp ích cho xã hội đó mẹ. Mẹ mừng quá à, mẹ nghe con nói mẹ mừng quá. Mà mẹ nè, con có chuyện này muốn nói cho mẹ biết. Ý chị là mời cháu Ngọc nhà tôi vào công ty chị làm hả? Nhưng mà cháu Ngọc nhà tôi trình độ tiếng Anh á và giao tiếp của cháu Ngọc á rất là tốt.
phù hợp với nhu cầu công ty của tôi đang tuyển dụng. Sắp tới á, cháu Ngọc sẽ tham gia một dự án dành cho những người khuyết tật. Tôi hy vọng anh chị á, sẽ cho cháu Ngọc tham gia. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, vậy tôi chào anh chị, tôi về ha. Cháu Ngọc ơi, cô về nha con. Dạ, con cảm ơn cô. Thôi cô về. Ngọc à, cho mẹ xin lỗi con nha. Bấy lâu nay á, mẹ thờ ơ không quan tâm tới con, mà chỉ quan tâm tới chị hai. Con đừng có để bụng nha. Ba cũng vậy. Ba mẹ đã nhìn nhận lại mình và thấy ân hận. Con hãy tha lỗi cho ba mẹ nha. Ba mẹ đừng có nói như vậy. Con biết mình cũng là gánh nặng của ba mẹ, nên khi được ba mẹ yêu thương và thông cảm như vậy là con mừng lắm rồi. Ngọc nè, em có nghe thấy tiếng chim đang hót trên cành không? Hai con chim á đang đậu với nhau, nói chuyện với nhau rôm rã lắm em. Dạ, em thấy rồi. Qua đôi mắt của anh, em càng cảm nhận rõ hơn mọi thứ xung quanh mình. Em thấy màu vàng của nắng, màu xanh của những đọt lá non, màu nâu xám của đôi chim. Mà anh bảo nè, anh có thấy hồi hộp không? Em đang hồi hộp lắm hả? Dạ phải. Ngày mai em với anh sẽ chính thức bước vào công ty, bắt đầu bước ngoặt mới trong cuộc đời này. Em đừng có lo nha. Từ hôm nay á, anh sẽ là đôi mắt của em, còn em sẽ là đôi chân của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này luôn, dù trước mặt á có bao nhiêu khó khăn đi nữa. Dạ. Cảm ơn em, người con gái bé nhỏ đã giúp tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, giúp tôi nhận ra mỗi người đến với cuộc đời này đều có sứ mạng riêng. Tôi không chết trong tai nạn lần đó, tức là tôi chưa hoàn thành sứ mạng của đời mình. Cảm ơn em, đồng hành của tôi trên con đường hoàn thành sứ mạng. Người nhắc cho tôi biết, mình tàn nhưng không phế. Ba ơi, ba... Thôi, con tâm nè ba. Thôi, thì hãy cùng ba. Ba có lỗi với con. Anh biết là anh sai, anh đã không giữ trọn đạo vợ chồng với em. Chuyện này cũng là ngoài ý muốn của anh. Anh xin em bỏ qua cho anh. Tôi không bỏ qua được. Má, má đừng có la ba mà má. Bé Tâm, ba của con đã có người con khác, ba hết thương con rồi. Tôi không đồng ý chia sẻ hạnh phúc cho ai hết. Má con tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Anh đi ra khỏi nhà đi. Anh đi đi. Ba, ba ở lại với con đi ba. Ba, ba ở lại với con đi ba. Ba đừng có bỏ con ba ơi. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với ba má đầy đủ. Tôi cũng từng là cục vàng, cục kim cương của ba như ông luôn nói. Do muốn lo cho con gái tốt hơn, ông bỏ việc gần nhà đi làm xa, nhiều lương hơn, đôi khi vài tuần mới về. Còn nhớ, sinh nhật năm nào, ba cũng tặng tôi một hộp quà thật đẹp. Trong đó là một đôi giày, mỗi năm một màu khác nhau. Ba nói tôi là công chúa nhỏ của ba. Công chúa thì phải đi đôi giày thật đẹp, nên nhất định sinh nhật nào ba cũng sẽ mua cho tôi một đôi giày để làm công chúa suốt đời. Rồi tôi sẽ mang đôi giày đó cùng ba má đi khắp nơi. Đó là những ngày tươi đẹp nhất trong đời tôi. Bé Tâm, con nói cho má biết đi, con bị làm sao vậy hả? Con bị cái gì hả? Con đánh nhau với bạn. Trời ơi, con là con gái, con đi học mà lại đánh nhau với bạn.
Tại bạn Ngân nói á, là má bị chồng bỏ, nói con là đụng quá cha. Con vì ba mà đánh nhau với bạn, con thấy ba của con có tệ chưa? Bé Tâm, nghe lời má, từ đây về sau á, ai muốn nói cái gì cứ nói, con đừng có quan tâm nha chưa. Ba của con sẽ không có trở về đâu. Tại ba có đứa con khác chứ vậy, con ghét nó. Từ giờ về sau chỉ còn má với con thôi. Hai má con của mình phải mạnh mẽ lên. Tôi không đánh bạn nữa, mặc kệ chúng nó trêu chọc. Tan học thấy tụi nó có ba tới đón, tôi vẫn nhớ ba, nỗi nhớ chen lẫn với sự giận hờn, quán trách. Con đi vô nhà đi. Anh đừng đến làm phiền má con tôi nữa được không? Anh biết anh sai, nhưng mà hôm nay sinh nhật của con mà em. Anh mong em cho con nhận món quà này để lương tâm của anh bớt bị cắn rứt. Anh đi về đi. Anh nghĩ món quà này có thể bù đắp tất cả cho bé Tâm sao? Sa. 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 Ba không được vào nhà. Thăm tôi, ông chỉ đứng ngoài cổng, hộp quà sinh nhật trên tay. Má không cho gặp tôi. Dần dần ba không về nữa. Ngày sinh nhật năm nào ông cũng đều đặn gửi quà kèm với lời chúc, nhưng không có ba thì món quà đó, lời chúc đó liệu có làm tôi được hạnh phúc chăng? Được có ba bên cạnh quá sung sướng đó chứ. Nhưng lúc tôi bệnh phải nằm viện cũng chỉ có má, bà ngoại hay các dì lo chăm sóc, chứ hoàn toàn không có bóng dáng của ba. Tôi thấy ông ngày càng xa, xa mất hút. Cho đến nhiều năm sau, một lần má đưa tôi về thăm nội. Tôi đã gặp lại ba và gặp con bé đó. Giống bé Tâm hồi nhỏ quá. Cũng nhờ như vậy mà anh đỡ nhớ con. Ba, đây là chị hai mà ba thường kể với con đúng không ba? Ừ. Chị hai, chị chơi với em đi chị hai. Phúc à? Dạ. Chào má hai đi con. Dạ, con chào má hai. Má có một mình tôi thôi. Tôi không quen nghe gọi như vậy. Em đâu có giành má với con đâu. Bà rất là muốn hai chị em con lúc nào cũng thương yêu nhau nha con. Ai cũng nói con bé Phúc giống tôi hồi nhỏ, nhưng nó thật xa lạ với tôi. Tôi thấy ghét ba và ghét cả nó. Tôi nghĩ vì nó mà tôi phải mất cha. Con phải cưới với ba. Con phải thương yêu em của mình nha con. Nhìn bé Phúc, tôi như thấy chính mình hồi ba má bỏ nhau. Mẹ của Phúc mất trước ba vài năm vì bệnh hiểm nghèo. Một đứa nhỏ bơ vơ lạc lõng.
Còn bé mồ côi đúng nghĩa, chứ không như tôi. Cứ nghĩ mình mồ côi cha, dù cha vẫn còn sống. Nhìn lại bản thân, tôi đáng trách hơn là đáng thương. Khi cứ giữ trong lòng sự ganh ghét nhỏ nhen, giờ nhận ra thì đã muộn rồi. Nhìn bé Phúc tội quá. Trước đây, ba với má bỏ nhau, tình trạng của con không tệ như bé Phúc. Tại vì con có má, má thương con luôn phần của ba. Còn bé Phúc thì mất luôn cả ba lẫn má. Tâm nè, mặc dù ba con có lỗi với má con mình, nhưng má là người có lỗi nhiều nhất. Má ngăn cản không cho ba gặp con, để tình cảm hai cha con cứ nhạt dần. Và từ đó con càng không ưa bé Phúc. Thôi mà má, chuyện cũ rồi. Tâm à, má nói là để muốn con buông bỏ, để con có thể tháo gỡ những khuất mắc ở trong lòng mình. Má cảm thấy day dứt lắm. Nếu như mà trước đây má không nông nổi thì con đâu sống trong cảnh thiếu cha. Con đừng giống má, để rồi con phải hối hận suốt đời với Tâm. Ba có mở cho con một cuốn sổ tiết kiệm. Mỗi tháng ba đều gửi tiền để phụ má lo cho con. Ba phải vất vả đi kiếm rất là nhiều việc. Tại vì má ích kỷ, má không muốn cho con biết má đã giấu con. Má muốn con tưởng là ba đã bỏ con và con sẽ không thương ba nữa. Má muốn ba con phải chịu đựng sự khổ sở vì không quan tâm tới cảm xúc của con. Má xin lỗi. Thôi mà má, chuyện qua rồi, không sao. Ba ơi, chị hai. Em đang nhớ ba hả? Chị cũng đang nhớ ba nè. Thiệt hả? Nhà em mà ba luôn buồn vì ba không biết chị có nhớ ba hay không. Ba nói với em hả? Ba hay dặn em là phải yêu thương chị học nhiều vì chị không được ở gần bên ba. Vậy mà chị cứ nghĩ là ba có em rồi nên mà không thương chị chứ. Đâu có đâu, ba thương chị nhiều lắm. Không cần ba dặn, em cũng thương chị nữa. Kể từ bây giờ, chị với má hai á sẽ luôn yêu thương em. Thương em luôn cả phần của ba nữa nha. Chị chịu thương em hả? Ừ. Bây giờ có chị, có em luôn, chắc là ba sẽ vui lắm. Chắc chắn là ba sẽ vui. Con người sinh ra ai mà không có lầm lỗi. Ba tôi có lỗi khi hủy hoại hạnh phúc gia đình. Má tôi có lỗi khi vì mãi oán hận ba mà quên đi phải sống cho hiện tại. Còn tôi cứ mãi trách móc mà quên đi tình yêu thương đối với cha mình. Cứ thế, ba người chúng tôi đã làm khổ nhau cả một thời gian dài, để giờ đây ai nấy đều phải hối hận. Buồn đau rồi dần sẽ qua,
Tôi vẫn còn em gái để kịp thương, kịp bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Chắc bà vui lắm khi nhìn thấy chị em tôi. Tâm, phúc của ba ghép lại thành một nguyện ước đẹp.